cháu con trai gái mọi miền gần cùng dâu rể trẻ già cúi đầu đã tạ thiết tha ân tổ tiên xưa đã sản sinh sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây con cháu dựng xây xóm làng phúc hồng rồi lại giỏi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông tiên tiên tổ phúc hồng đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân chuyên cần để cho con cháu vinh thần nối dòng tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui cháu con nay sống ngọt bùi cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu cháu con tình nghĩa khắc sâu nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương cháu con ơn nhớ tông đường nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng cháu con dâng lễ hoa nhang dâng lời cung kính dịu dàng từ cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê nhà con mời tiên tổ họ ta con mời cụ kỵ
ông bà hiền linh về đây với đại gia đình, cháu con các cụ sàn sinh sinh thành. Con xin nghe các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền lành, nết na chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể đừng ra đạp đền. Dẫu dề đừng ra đáp đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai độ cho con cháu tiến lên. Dạ con bé này mạnh thì tổ thương các cụ cậu và các bác cùng cạnh anh chị ạ. Hôm nay ban nhạc cùng ca tông chúng con hôm nay rất vinh dự được về đây dự buổi lễ dỗ tổ đầu xuân năm Quý Mão. Sau đây Hồng Thương con xin gửi tới các cụ cậu các bà các bác cùng các anh các chị một bài hát mời chào ạ. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
văn nghệ sau đây con xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bác cùng các anh các chị một bài hát Uống nước nhớ nguồn theo điệu đàn nữa. Có tổ tiên, có ông bà, mới có cha mẹ mình. Sau đây xin hát một bài hát văn
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Thank you.
Phát biểu và dàn cửa của ba thôn từ đường
với tổng kinh phí là 39 triệu đồng. Đồng thời sắm được 15 bộ bàn ghế. Gần đến ngày giỗ tổ, họ đã chỉnh trang sửa điện, lắp thêm quạt và đèn trang trí, đèn chùm. Tất cả đều do các thành viên trong họ dâng cúng. Nhất là thanh niên trong họ đã tổ chức xây dựng hệ thống rạp sân từ đường với kinh phí trên 25 triệu đồng. Trong 2 năm qua, đã có nhiều cháu chăm ngoan học giỏi. Có 30 cháu được tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập cũng như giành được nhiều giải học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Họ còn có nhiều nhà kinh doanh phát triển sản xuất giỏi như anh Giao, anh Triều, anh Định, anh Thành, anh Thục, anh Kham, vân vân. Nhiều gia đình xây dựng được nhà cửa khang trang, đẹp đẽ, cuộc sống mỗi ngày thêm ổn định. Trong họ đã làm tốt việc hiếu, việc hỷ, khuyến học, khuyến tài, cũng như thăm hỏi động viên các thành viên trong họ lúc ông đau bệnh tật. Hôm nay, trước vong linh tổ ở ngôi từ đường này, con cháu họ Nguyễn chúng ta thành kính biết ơn các bậc tiên tổ, nguyện ra sức học tập, lao động, sản xuất, nuôi dạy con cháu, siêng năng học hành, tu dưỡng rèn luyện, ngày càng tài giỏi, có ý thức phấn đấu vươn lên, làm rạng danh gia đình và dòng họ. Kính thưa các cụ, các ông bà, anh em con cháu trong dòng họ, trong việc xây dựng tổ đường, họ ta đã hoàn thành xây dựng ngôi từ đường năm 2015, đã sắm sửa đồ thờ cũng như chỉnh trang ngôi từ đường, đến nay đã khá đầy đủ. Còn một việc mà ban khánh tiết còn trăn trở là lăng mộ xây dựng tổ sau mấy chục năm xây dựng, đến nay đã xuống cấp, cần trùng tu xây dựng lại, dự kiến kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Rất mong con cháu họ nhiệt tình hưởng ứng để cuối năm nay việc trùng tu lăng mộ được hoàn thành. Kính xin anh linh tổ tiên phù hộ che chở cho con cháu Nguyễn tộc được phúc lộc an khang. Sau đây nghi thức giỗ tổ họ Nguyễn xóm 16 Kiên Lao được trang trọng bắt đầu. Về dự lễ giỗ tổ hôm nay có các cụ, các ông bà, cha bác cùng toàn thể anh em con cháu chắc nội ngoại trong họ tộc. Vinh dự nhất là các cụ, các ông bà, cha bác và con cháu từ Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Nguyên, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh cũng về tham dự lễ giỗ tổ với họ chúng ta. Và tham gia với họ chúng ta còn có hội tế, hội nhạc, dòng họ chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đi vào chương trình giỗ tổ, phần thứ nhất là dâng lễ vật trước bàn thờ anh linh tiên tổ. Xin kính mời các đại biểu chuẩn bị dâng lễ. Ta là khẩn trương tiến hành. We'll be right back.
mời ba vị đại biểu đại diện cho hội dâng lễ kính tổ. Ông Nguyễn Văn Thảo nên dâng hương bái kính tiên tổ. Trong họ tộc lần lượt nên dâng hương bái kính tiên tổ. We'll be right back.
chương trình xin kính mời đội tế nữ dâng hoa trước bàn thờ anh linh tiên tổ. Vạn vật cây cối đang đâm chồi nảy lộc tốt tươi, những mầm non đang vươn lên mạnh mẽ. Con cháu nguyên tộc
vô cùng phấn khởi về dự buổi lễ giỗ tổ hôm nay. Đoàn tế tam quan của con cháu trong họ xin gửi tới các cụ, các ông bà, các bậc cha bác, các quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Trước khi đoàn tế tam quan thực hành tuần nghi lễ được trang nghiêm trọng thể, đoàn tế tam quan được phân vai như sau: Áp Mã Tổ ông Nguyễn Văn Thảo, đọc chúc văn ông Nguyễn Văn Sửa, đoàn tế nam chủ tế ông Nguyễn Văn Nghĩa, thông điển ông Nguyễn Văn Hải và ông Nguyễn Văn Bắc, hương đăng ông Nguyễn Văn Khang và ông Nguyễn Văn Vĩnh, hành lễ ông Nguyễn Văn Linh và ông Nguyễn Văn Việt. Bồi tế ông Nguyễn Văn Nam và ông Nguyễn Văn Triều. Đức lễ ông Nguyễn Văn Tùng và ông Nguyễn Văn Sĩ. Đoàn tế nữ bên Tây chủ tế bà Nguyễn Thị Sửa. Hương đăng bà Nguyễn Thị Dung và bà Nguyễn Thị Thủy. Hành lễ bà Nguyễn Thị Ngác và bà Nguyễn Thị Khanh. Bồi tế bà Nguyễn Thị Mai và bà Nguyễn Thị Tý. Đỡ lễ bà Nguyễn Thị Nam và bà Nguyễn Thị Bắc. Đoàn tế nữ bên Đông chủ tế bà Nguyễn Thị Hạnh. Hương đăng bà Nguyễn Thị Dinh và bà Nguyễn Thị Thương. Hành lễ bà Nguyễn Thị Sâm và bà Nguyễn Thị Nguyệt. Bồi tế bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Trang. Đỡ lễ bà Nguyễn Thị Hiếu và bà Nguyễn Thị Tín. Đoàn tế tam quan xin được bắt đầu.
tổ. Thank you.
thương ước. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đọc chúng Việt Nam quốc gia Nam Định tỉnh tuân trường nguyên quân kiên xa sông ngũ thôn thế thứ quý mão niên vì nguyện sơ tư nhập sự chính kỷ đứng cao
tôi đi thuốc ai phù hương đạo yếu thức đèn dân chứng cử thiên địa chi gian yên viên lá đi thế cảm tổ tiên chi báo mãn thuốc vô tình cung quy tiên linh ân cần thế việc trung hậu gia thanh di quyết tôn nghiêu yến đức trường lưu phong thích tư nạp thổ hạc cao tiêu yến trà hình thiết tư một quán đồng căn kha diệp cùng khăn chương mẫu cảm tùng lễ nghi tân văn kỳ phong thức ngủ kinh thành du cầu bảo an như vệ tu bằng cảm các biên linh tư nhân tuân tế dòng tộc dịch cung cần ý đế mặt ngủ đám thành phúc nại tổ tiên gạo tỷ phu kỳ kỳ đức giá thượng hưởng thank you.
phố. Thank you.
Oh,
quan, xin được cảm ơn ban tổ chức và đoàn nhạc công đã giúp cho tuần nghi lễ được phân viên mãn. Đoàn chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính mời ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng ban tổ chức lễ dỗ tổ, nên phát biểu ý kiến. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em con cháu trong họ tộc, thật vui mừng và phấn khởi khi có cháu họ khắp mọi miền tổ quốc đã nhiệt tình, không quản ngại đường xá xa xôi, đã gác lại công việc bộn bề để về dự lễ dỗ tổ mùng 4 tháng 2 Quý Mão 2023. Với tinh thần vui vẻ phấn khởi, đoàn kết, được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên trong họ cũng như ban nhạc quê hương, lễ dỗ tổ Hồng Viễn xóm 16 Kiên Ao đã thành công tốt đẹp, để lại một dấu ấn nhớ mãi trong lòng con cháu Nguyễn tộc chúng ta. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn ban nhạc, ca công và toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh em con cháu đã nhiệt tình cố gắng cùng ban tổ chức làm lễ một lễ dỗ tổ thành công mỹ mãn. Chân thành cảm ơn. Con cháu vui xóm làng, xóm làng phường phố vui thật đông cháu và con. Thành thật thành tâm nhớ tổ tiên có công sinh thành, thật lòng con cháu quyết tâm làm điều ơn nghĩa. Con cháu đồng tâm dựng xây, đắp xây nơi thờ tổ tông mình. Con kính thưa kính trình, con trình tiên tổ bao đời xưa, chẳng ngại nắng và mưa. Về hội dâng hương cùng tổ tiên cùng lên thiên đường, che ra hương khói, khói hương cùng nhiều hoa thắm. Con kính con lễ tổ tiên đã sinh ra nhiều cháu con hiền. Cháu nơi xa gần, xa gần thôn xóm quê tổ tiên,
nhiên cùng nhau quyết về đây. Mở hội đền ơn, quyết đền ơn nhớ ơn tông đường. Trẻ già vui đến với nhau thật là đoàn kết. Vui cũng vui lễ tổ tiên, tiếng vang lên mời tổ tiên về. Con cháu xin nguyện thề, nguyện thề ơn nhớ công tổ tiên, đền ơn phúc tổ tiên. Nội ngoại cháu con quyết bao nhau quyết tâm đáp đền, bằng lời tâm huyết hát ca thật là thống thiết. Con quyết hầu vong tổ tiên, hát vang lên hầu tổ tiên mình. Con quyết hầu vong tổ tiên, hát vang lên.